Moon-jae-in đến tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Bà Kim Jong-suk, phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc, đã tới thăm làng bích họa Tam Thanh thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với người dân địa phương. Trong trang phục giản dị và nụ cười thân thiện, bà Kim Jong-suk, phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc, đã được người dân địa phương nồng nhiệt chào đón. Tại đây, phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới những câu chuyện gắn liền với ngôi làng được thể hiện trong từng bức bích họa, cùng những thay đổi trên phương diện văn hóa, kinh tế của làng. Bà Kim Jong-suk cũng đã gửi tặng màu nước và tham gia tô điểm thêm các bức bích họa bị chuyển màu do thời tiết cùng các em thiếu nhi và nhân dân địa phương. Dự án làng bích họa Tam Thanh do Korean Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Hàn Quốc, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, triển khai vào năm 2016. Đây được xem là làng bích họa đầu tiên của Việt Nam. Vào sáng ngày hôm nay, thì thời tiết